hết ở trong đây rồi. Đâu rồi? À, trong chuồng hết rồi. Con này ngon nhất đấy. Xin chào bà con, hôm nay bác chủ tịch của hội giáo quê được làm mấy mâm cơm cũng giảm thông bảy. Và cái giảm này là giảm của truyền thống của quê hương. Giảm thông bảy là to nhất cũng mới là giảm thông riêng. Ở quê hương chúng tôi có câu ca là dù ai đi đâu về đâu, nếu giảm thông bảy rủ nhau mà về. Giảm thông bảy là đó đừng giữ mà. Báo cáo các bạn, này là thân sinh chủ tịch rồi thì là phó trưởng, là thân sinh thịt gà. Nhà nuôi là toàn gà trọi, ba con này năm lần sáu mâm thì quá đẹp. Mình nuôi 100% bằng ngô với thóc thì làm sao mà bán, không bán được. Cần tiếp là đủ. Không, anh Khải ơi, nên nuôi ít ngan đen như nhà anh ta không được, thấy ăn là quá ngon. Hả? Ba đằng ca đang chụp gà. Hôm nay để ba ông tự vào bếp nấu nướng. Thế thực đơn cơm dằm của anh em mình hôm nay là có những món gì không? Thứ nhất là món gà là 1 này, giò là 2 này, chả là 3 này, xôi là 4 này, món nộm là 5 này, món lòng gà xào đu đủ là 6 này. Báo cáo với các bạn đi, mấy bữa nay anh em nhà gió quê là chuyển sang nghề đi mổ gà, bán gà mổ rồi nhé. Chuyên gà mổ rồi mà ngồi giữa chợ luôn. Đang có sự bàn bạc. Anh em tôi làm mấy mâm cơm là chính xác là qua dây chuyền này thôi. Hệ thống rất khép kín. Đang trên đường phát triển lên thành nghề bán gà mổ rồi đấy. Quá. Gà quá thật. Đây là bếp, mới cứng luôn. Ô sao có 3 con này, có 4 thì tái đi. 6 cái. Đâu? Đây là 5 cái rồi. Và giới thiệu với các bạn là đây là món thứ hai độc đắc nhất trong ngày, là món nộm, rau sống. Tức là bằng cây chuối nhà trồng. Đặc sản ở thôn quê. Mà người trọng trách là một bác từ Hà Nội về. Xong rau sống ăn tên là mát. Nếu mà không làm lộn thì không hết để. Kiểm chứng với bà chú thì kiểm chứng lên được nhé. Ôi, nước mà muốn để ăn. Giới thiệu với các bạn hôm nay là chị em tôi nấu một món xôi ngô. Xôi ngô cái này gồm là gạo là tôi ngâm kỹ, ngâm từ 3 giờ đêm hôm trước đến 3 giờ chiều hôm nay, tức là gần như một ngày một đêm ngâm gạo. Xong là tôi vớt ra khoảng 1 tiếng rồi để dốc nước. Nó không muốn bà phải nấu gì thì nữa nha. Ta nên là ngô ngọt rồi đó. Nhá. Để cái gì để kê cái mâm con gà ra tán quả cho nó. Đây
À, thế thì hết rồi. Hết. Đây gà. Hết. Đấy, gà rồi để khô là đúng vài bản đấy. Các bạn là nhà trồng được mấy cây mít nên là hôm nay nó lại cũng 9 cây. Con này ăn dưa chua là đúng sách. Bác định bày kiểu gì? Dưa chua hai tầng. Hai tầng. Đấy, em ăn ngâm chưa sao ạ? Vâng, em ngâm tất cái cá vừa phát biểu giò này hôm qua anh em nói thì nào bác? Quá rèn là dẻo. Đây, một tanh không? Đây, đánh một quánh rồi. Quánh này ném như ném đá. Cái này ném rồi, đấy hơn là bóng bóng đá. Ơi! Đông cái chỗ nước là đông và tắm lẫn nhau không là cái nước cái gì trùng nữa kiểu nữa. Nguyên cướp hẳn. Con nào mà yếu khả năng là không vớ hạt nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nha.